Xin được kính chào quý vị và anh chị ạ. Hôm nay thì bên em sẽ về thêm cho mọi người một chiếc xe ở trong cái phân khúc tầm tiền từ 4 đến 500 triệu. Đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, bản cao cấp nhất của Hyundai Accent, sản xuất năm 2018, màu đỏ, biển số Sài Gòn mọi người nhé. Chạy được 3 vạn km. Trên bản full option này thì sẽ có thêm cửa sổ trời ở trên này, có cửa sổ trời này. Ngoài ra thì sẽ có đèn bi bi LED. Đó. Chiếc này màu đỏ mọi người nhá. Vì em để xe ở trong showroom ấy nên quay có lẽ là ánh sáng nó không được tốt như ở ngoài, nhưng mà mọi người yên tâm, mọi người vẫn có thể quan sát và hiểu về chiếc xe này được. Ghế da nguyên bản của xe. Trên bản full này thì chúng ta sẽ có màn hình và có điều hòa tự động. Đó. Trên phím tinh chỉnh này thì chúng ta sẽ có ga tự động cruise control. Nói chung là vừa tiền, ở trong phân khúc này thì sẽ có Vios này, Accent này và có Honda City. Đó. Như chiếc này của em là City 2018 này. Nó xem tiền nhau, hai chiếc này xem tiền. Trong cái khoản từ 4 đến 500 triệu thì hai chiếc này quan trọng là anh chị thích chiếc nào thôi. Trẻ trung một chút thì chúng ta có thể đi chiếc Accent màu đỏ này. Còn nếu đứng tuổi hơn thì chúng ta có thể lựa chọn City này. Hoặc là City này sẽ thiên về những anh chị nào thích xe Nhật, thích sự bền bỉ. Còn Accent thì mang thương hiệu trẻ trung và năng động hơn. Duy nhất ở trong phân khúc hạng B được trang bị cửa sổ trời. Đó là chiếc Accent này. Rất là thoáng và thoải mái, nhìn nó trẻ trung hơn rất là nhiều. Còn chiếc City thì lại là đây, ví dụ như chiếc này thì là duy nhất ở trong phân khúc được trang bị đèn full LED ở cái đời này. Đó, mỗi xe nó lại có một cái điều hay và điều đặc biệt riêng, quan trọng là anh chị thích cái nào thôi. Chứ thật sự bảo cái nào hơn cái nào thì rất là khó. Trên chiếc này thì được chủ xe cũ họ mua thêm cái rèm chắn nắng ở phía sau này để tạo không gian riêng cho hành khách ở phía sau và ngồi sẽ được thoải mái hơn, nó đỡ bị nóng. Đó. Và đặc biệt là khi mà ở bên ngoài này nhìn vào bên trong rất là khó vì đã có cái tấm che rèm đó rồi. Sơn zin thì còn khá là nhiều, tuy nhiên là đó. Sơn zin là còn nhiều, tuy nhiên em sẽ không dám đảm bảo 100% cho mọi người là xe còn zin 100% về bề mặt sơn, bởi vì xe đã qua sử dụng thì không thể tránh được cái việc sơn si và tuốt tát lại. Đó. Còn lại thì nói chung sơn zin còn nhiều chứ không phải là 100%. Lốp sơ cua đấy. Ngoài chiếc này ra thì bên em còn khá là nhiều những xe khác ở trong phân khúc hoặc trong tầm tiền tùy các loại, từ loại nhỏ đến loại phân khúc từ xe nhỏ cho đến xe sang hoặc những xe đắt tiền hơn, hay là tùy các loại thì bên em có đầy đủ để cho mọi người có thể tham khảo. Nên là nếu như anh chị nào có nhu cầu mua hoặc bán xe thì có thể liên hệ trực tiếp với em để em có thể trao đổi và hỗ trợ anh chị một cách tốt nhất để cho anh chị lấy xe. Qua Zalo hoặc là Facebook của em với tên là Song Thảo mọi người nhé, để hỗ trợ anh chị lấy xe một cách tốt nhất hoặc là tư vấn về xe để cho anh chị yên tâm nhất. Chiếc xe này của em chạy được 31.000 km ạ. Màn hình zin nguyên bản theo xe và có hỗ trợ phông tiếng Việt để cho chúng ta dễ dàng sử dụng hơn. Toàn bộ các cái phím tinh chỉnh chức năng ở đây còn nguyên bản và rất là đẹp, rất là mới luôn ạ. Đó. Thật ra thì ở trong phân khúc này, trong cái tầm tiền này, sự lựa chọn như thế này là khá là ok rồi. Chứ mình không thể đòi hỏi nó là như một chiếc xe mới hoặc là đòi hỏi quá là nó phải như thế này, phải như thế kia thì rất là khó. Đặc biệt là mua xe cũ thì cứ xe đẹp, còn nguyên bản, còn mới và giá thành nó vừa phải
là có thể lấy được rồi. Đấy, tất cả cánh cửa phím tinh chỉnh còn đều rất là mới và chuẩn chỉnh. Đây mọi người có thể quan sát được hết những cái chi tiết em đã cố gắng quay để cho mọi người có thể nắm được thông tin cũng như là điển hình về xe. Một vài cái điểm xước sát thì nếu như anh chị đến xem xe mà không ưng thì em có thể xử lý và xước sát cái phần xước sát lại cho khách hàng yên tâm khi lấy xe. Đó. Máy ở đây thì ốc chân máy này, mọi thứ ốc mặt máy này đều được giữ nguyên bản theo xe. Ở đây thì có bình ắc quy này đã được thay. Tuy nhiên là với cá nhân em thì bình ắc quy này nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng của xe, bởi vì xe đã qua sử dụng thì sau 1 hoặc 2 năm thì tuổi thọ của bình ắc quy nó sẽ hết và chúng ta lúc đó sẽ phải thay bình. Đó, đó là chuyện bình thường mới nhá. Còn đây là ốc cabo nguyên bản. Tất cả phần keo chỉ ở phần cabo này cũng được giữ diện, giữ nguyên bản. Cam kết cho mọi người về chất lượng là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc nguyên bản và có thể hỗ trợ mọi người trả góp 70% mới nhé. Hiện tại thì bên em đang bán chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt, bản cao cấp nhất của Hyundai Accent, màu đỏ, sản xuất năm 2018, chạy 3 vạn km. Chiếc xe này thì hiện tại bên em đang bán ở trên thị trường với giá là 459 triệu mới nhá, 459 triệu. Còn chiếc City Top sản xuất năm 2018 này cũng là bản cao cấp nhất của City ở trong phân khúc hạng B, thì chiếc xe này em bán với giá là 475 triệu. Hai chiếc xe này nó cũng xem giá, xem ở trong tầm tiền. Các anh chị nếu như có nhu cầu mua chiếc nào thì có thể ủng hộ cho em. Em là Song Thảo, chuyên mua bán ô tô tại Hà Nội. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.